Cô Ben TV xin chào các bé. Hôm nay cô Ben sẽ mở một bộ đồ chơi khủng long robot. Quá đẹp mắt. Đây là khủng long dài màu trắng. Này, các bé có thể thấy đấy. Nhẹ này. Khủng long trắng đen nhìn quá đáng sợ. Đây là con robot khủng long. Đấy, thấy chưa? Cô Ben có rất nhiều khủng long luôn. Các bạn nhớ theo dõi kênh Cô Ben TV để được theo dõi nhiều video hơn nữa nha. Rất nhiều đồ chơi cho các bé. Giờ cô Ben sẽ mở cái hộp này ra. Nó bị bọt rồi, tháo nó ra rồi. Biết đây là con khủng long gì không? Thì bé cũng không biết nó đang khủng long gì nữa. Nhìn thực tế của nó như anh khủng đuôi nó có thể là cái bên này nhà sẽ mình dẻo. Nó cỏ nó cũng vậy. Wow, nhìn lòm nó quá nhiều răng luôn. Răng rất là nhiều. Nhìn rất nguy hiểm. Nhìn khủng long gì không biết. Đây là mặt pin. Đây, có hai quả tim. Mặt pin vào. Đây. Đây, giờ sẽ bật công tắc. Ôi, sao nó không chạy vậy? Chơi nó đi mất rồi, chơi nó đi mất rồi. Nó đẩy cái xe đi. Đẩy xe đi nào. Ôi, nó đi mất rồi. Các bé có thể thấy con khủng long này rất là kinh khủng. Nó có một chiếc đầu đỏ. Nếu mà khi nó đi đầu nó sẽ phát sáng màu đỏ. Quá khiếp sợ luôn. Nhìn chân tay nó rất là kinh khủng. Nó có thể cào chết con mồi. Nhìn rất là kinh khủng luôn. Các bé có khiếp không nào? Con khủng long màu trắng đen. Bộ đồ chơi khủng long robot. Các bé nếu muốn xem tiếp nhiều loại khủng long nữa thì hãy nhớ đăng ký kênh Cô Ben TV nha. Còn bây giờ Cô Ben phải dừng video này rồi. Xin chào và tạm biệt các bé. Bye bye.